Ánh hồng sắc bắt đầu thiêu đốt trên người của Đại Minh và Nhị Minh. Đó không phải là hỏa diễm, mà là một loại huyết diễm cực kỳ là đặc thù. Mà trong đó thiêu đốt còn có tiềm huyết, tính mạng của bọn họ còn có tu vi 10 vạn năm. Đây là lần thứ hai Đường Tam tiếp nhận hiến tế của 10 vạn năm hồn thú. Tuy thời gian đã lâu, nhưng mà lúc này khi hắn tiếp nhận hiến tế của Đại Minh và Nhị Minh, trong đầu không thể cưỡng lại hồi tưởng hết thảy sự việc Tiểu Vũ hiến tế năm xưa. Đấu La Đại Lục Chiến Chữ Vân 265, Xâm Lâm Chi Vương hiến tế hồn hoàn thứ 9 của Đường Tam. Bốn vị trưởng lão của Võ Hồn Đế Quốc vội vã thủ hộ chung quanh thân thể của nàng. Đương nhiên, từ bản thân bọn họ mà nói, ngay cả Cúc Đấu La hận Đường Tam không thể băm thành muôn mảnh cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Mỗi người chỉ có một tính mạng, vất vả lắm mới tu luyện đến cấp bậc là Phong Hào Đấu La, ai lại muốn mạo hiểm kia chứ? Đồng thời, thực lực của Đường Tam vừa hiện ra cũng mang đến cho bọn họ một cảm giác bất lực. Đây tột cùng là một đối thủ như thế nào? Lại cường hãn đến trình độ như thế, ngay cả Giáo Hoàng Đại Nhân cũng bị trọng thương. Mà trên thực tế, năng lực của Đường Tam đương nhiên là không đủ làm được chuyện này, mặc dù hắn không biết về kỹ năng đồng dạng như là của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông và bọn Phong Hào Đấu La cũng không biết về kỹ năng của hắn, nhất là Hải Thần Tam Do Kích. Dưới tình huống bị đánh cho trở tay không kịp, lại thêm uy lực chân chính của Hải Thần Lạc Ấn, mới có thể một kích mà đánh lui bọn họ. Nếu như chân chính Hải Thần ở đây, chỉ cần đệ nhị thức tiên tải không du cũng đủ lấy mạng của bọn hắn. Dù là Bỉ Bỉ Đông cũng phải bị thương, mặc dù là 99 cấp Phong Hào Đấu La chỉ là cách thần một cấp mà thôi. Nhưng thật là gần trong răng tấc, xa tận chân trời. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng không phải là một Bỉ Bỉ Đông hoàn hảo. Phần lớn thực lực của nàng đều dùng vào làm việc khác, không cách nào điều động. Công dụng của mặt khác đó thậm chí là so với việc lấy được hồn hoàn của hai vị Xâm Lâm Chi Vương còn trọng yếu hơn. Lúc Đường Tam đào tẩu, thân thể của hắn cũng đã suy yếu lắm rồi. Tiêu hao của Hải Thần Tam Do Kích đối với tinh thần lực và hồn lực thật sự là quá lớn. Cho dù công kích cuối cùng là sử dụng ra năng lực của Hải Thần Lạc Ấn của mình, nhưng mà trước đó Đường Tam đã dùng 3 lần rồi. Thân thể dù chưa đến nỗi dầu hết đèn khô cũng đã rất là suy yếu. Đến như duy trì năng lực ẩn thân của Hán Hải Hậu Thân Trá cũng rất là khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của linh hồn, rất nhanh Đường Tam đã cảm nhận được ba động linh hồn của Tiểu Vũ đang lo lắng, hướng tới hắn rất là gần. Đối với tình huống của Bỉ Bỉ Đông cùng mấy vị Phong Hào Đấu La ở bên kia, cùng phán đoán của hắn thật sự là gần như là giống nhau, ít nhất là trong lửa canh giờ. Những người này không dám bỏ lại Bỉ Bỉ Đông mà đuổi theo. Cứ như vậy đã đủ thời gian cho chính mình. Tiểu Vũ cùng bọn họ cũng chưa chạy xa lắm, khoảng cách với chỗ giao chiến khi nãy vừa hơn là 5 dặm. Lúc Đường Tam đến, Tiểu Vũ đang khóc sống lên. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi phải kiên trì, các ngươi không thể chết được. Ca sẽ lập tức đến đây, ca là cao thủ giải độc, nhất định là có thể cứu sống các ngươi. Vừa khóc, Tiểu Vũ vừa không ngừng đem hồn lực của mình xuất vào cơ thể của hai đại thần thú. Nhưng là, bất luận Đại Minh hay là Nhị Minh, quang mang trong mắt bọn họ vẫn như trước lại trở lên ảm đạm hơn. Thân thể của bọn họ đã không cách nào nhúc nhích dù chỉ là lửa phân. Tiểu Vũ, không nên uổng phí khí lực nữa, chúng ta không xong rồi. Trong võ hồn của nhân loại kia có kịch độc cực mạnh đường thời. Độc tố của Tử Vong Chu Hoàng vốn rất là khó giải, huống chi kịch độc chẳng những là ăn mòn thân thể của chúng ta mà còn ăn mòn linh hồn của chúng ta nữa. Đừng khóc nữa, ngươi cùng với Đường Tam có thể cứu chúng ta, không để chúng ta chết dưới tay của đối thủ, chúng ta rất là vui rồi. Chúng ta đều đã sống 10 vạn năm, dù chết cũng không phải là chết yếu. Không chết trong tay của địch nhân, không trở thành hồn hoàn của nàng, chúng ta đã rất là thỏa mãn. Hai mắt của Đại Minh đã sắp sửa khép kín, ngay cả lực lượng chống đỡ mí mắt cũng đã sắp sửa là không còn. Khi bọn họ còn đang nói chuyện, Đường Tam đã chạy đến đây, giải trừ trạng thái ẩn thân của Hán Hải Hộ Thuần Cháo. Thấy Đường Tam đến, Tiểu Vũ như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã kéo hắn tới. Ca, ca mau cứu bọn họ, Đại Minh và Nhị Minh không xong rồi. Đường Tam thất kinh, bất chấp thân thể suy yếu, vội vã tiến đến lấy trong túi Như Ý Bách Bảo Năng ra hai viên thuốc giải độc mà chính mình luyện ra khi trước, phân biệt là nhét vào trong miệng của hai đại thần thú. Đồng thời dùng hồn lực còn lại của mình không nhiều mà thôi đóng. Đường Tam, đừng uổng phí khí lực nữa, dù cho là thần đến đây cũng khó có khả năng cứu được chúng ta. Kết cấu thân thể của chúng ta với loài người các ngươi không thể so sánh được, ngươi chạy được tới đây trước khi chúng ta chết, còn kịp nói với ngươi một tiếng cảm ơn, cảm ơn ngươi đã không để chúng ta chết trong tay bọn hắn. Đường Tam vội an ủi. Đại Minh, ngươi không sao đâu, ta nhất định là sẽ nghĩ ra biện pháp cứu sống các ngươi. Bỗng nhiên, Đại Minh mạnh mẽ mở to hai mắt, trong đôi mắt của hắn xuất ra quang mang mãnh liệt, phảng phất như là khôi phục sức sống trong nháy mắt. Đường Tam, ngươi hãy nghe ta nói. Theo tinh thần hồi phục, giọng của Đại Minh trở lên hữu lực hẳn lên. Chứng kiến một màn này, sắc mặt của Đường Tam trở lên biến đổi, rất rõ vẻ độc nằm sao hắn không thể nhìn ra được. Đại Minh lúc này giống như là đèn dầu sắp cạn. Tinh thần đột nhiên khôi phục chính là hồi quang phản chiếu. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Đại Minh nhìn Đường Tam một chút, lại nhìn Tiểu Vũ một chút,
Bên cạnh Nhị Minh đang hấp hối cũng mở mắt ra, nhưng cả mắt của hắn vốn màu vàng lúc này đã trở lên ảm đạm. Đường Tam, chúng ta tự biết tình huống thân thể của mình, thân thể đã bị ăn mòn hoàn toàn, trừ phi hiện tại người có thể xuất ra loại dược thảo mà lần trước đã cứu thân thể của Tiểu Vũ. Nếu không, chúng ta cũng không có bất cứ cơ hội nào, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, hãy để cho chúng ta nói hết lời đi. Dược thảo mà Đại Minh nói tự nhiên là tương tự Đoạn Trường Hồng, Đường Tam có thể đi đâu tìm đây, cho dù hiện tại có thể tìm được. Cũng đã quá muộn, yêu cầu phục dụng của tương tự Đoạn Trường Hồng cũng rất là hà khắc. Đường Tam ảm đạm nhìn chăm chú vào Đại Minh gật đầu, Tiểu Vũ lại trở lên mạnh mẽ hơn, ôm cái cổ to lớn của Đại Minh mà khóc sống lên. Trong mắt Đại Minh lóe lên thần quang bình thản. Đường Tam, nói thẳng ra lúc ban đầu, ta cũng không thích người. Cho tới khi đó, Tiểu Vũ cùng với chúng ta đều ở cùng một chỗ, ba người chúng ta đã chung sống với nhau thời gian gần như là 10 vạn năm. Bất luận nàng làm gì, ta cùng với Nhị Minh đều ủng hộ nàng, cho dù là lựa chọn cuối cùng của nàng trở thành nhân loại cũng như thế. Đến khi người xuất hiện, chúng ta mới phát hiện ra, tâm tình của Tiểu Vũ đã đặt hết toàn bộ trên người của ngươi. Loại cảm giác này ngươi hiểu được hay sao, giống như là tỉ muội của mình đi theo người khác vậy. Nhưng mà sau sự tình lần trước, chúng ta đều hiểu được rằng ngươi chân thành yêu Tiểu Vũ. Vì cứu Tiểu Vũ, ngươi cũng bất chấp tính mạng của mình, lựa chọn cho Tiểu Vũ sống lại. Đúng vậy, lựa chọn của Tiểu Vũ cũng không sai, ngươi mới là bến bờ tốt nhất của nàng. Lần này các ngươi cùng nhau trở về, ta thật sự rất là cao hứng chứng kiến linh hồn của Tiểu Vũ đã có thể phụ thể. Ta cũng có thể hiểu được, trong mấy năm qua, ngươi vẫn là không ngừng nỗ lực để hồi sinh cho nàng. Nhãn quang của Tiểu Vũ không tệ, có được ngươi rồi, ta cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Ta muốn ra đi, nhưng ta vẫn còn một tâm nguyện chưa dứt, hy vọng ngươi có thể giúp ta thực hiện, có được hay không? Đường Tam kiên định gật đầu, nói như đinh đóng cột. Ngươi nói đi, bất luận là việc gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Không cần vì cái gì khác, chỉ vì phần cảm tình với Đại Minh và Nhị Minh, hắn cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Đại Minh. Đại Minh nhìn Đường Tam gật đầu, vui mừng rồi nói, cảm ơn ngươi, Đường Tam. Hôm nay là ngày ta nói cảm ơn nhiều nhất trong cuộc đời ta. Tiểu Vũ, ngươi đừng quá đau buồn. Ngươi giống như là chúng ta, nếu đã sống 10 vạn năm, ngươi có được Đường Tam, lại tiến hóa thành nhân loại. Có hy vọng mới, chúng ta đã sinh sống ở tình đấu đại xâm lâm này đã qua 10 vạn năm. Khi ta đã sớm đối với thế giới này không có gì lưu luyến. Từ khía cạnh nào đó mà nói, tử vong vừa có thể xem như là chấm dứt, cũng có thể xem như là một khởi đầu mới. Đường Tam, ta cùng với Nhị Minh đều đã nhìn thấu sinh tử. Tử vong đối với chúng ta đã không còn đáng sợ, không bị chết một cách khuất phục trong tay địch thủ. Chúng ta cũng đã thỏa mãn, chuyện ta không yên lòng nhất chính là Tiểu Vũ. Tâm nguyện cuối cùng của ta chính là hy vọng ta có thể trong thời khắc cuối cùng của đời ta, tận mắt thấy Tiểu Vũ hoàn thành quá trình hồi sinh. Đường Tam sửng sốt một chút, dĩ nhiên là hắn không nghĩ tới Đại Minh lại đưa ra yêu cầu như vậy, ảm đạm rồi nói. Xin lỗi Đại Minh, bây giờ ta làm không được, thực lực của ta chưa đạt tới phong hào đấu la, chỉ sợ làm người thất vọng rồi. Ánh mắt của Đại Minh đột nhiên trở lên sắc bén hẳn lên, sáng quắc nhìn Đường Tam chăm chú. Ta đương nhiên cảm thụ được, hồn lực của ngươi hiện tại là 85 cấp, có đúng hay không? Không phải chỉ là còn kém 5 cấp hồn lực hay sao? 5 cấp hồn lực này ta và Nhị Minh có thể cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi có được 5 cấp hồn lực, nhất định là phải hồi sinh cho Tiểu Vũ, ngươi có thể làm được hay không? Đường Tam thất kinh. Đại Minh, ngươi muốn... Tiểu Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, gắt gao chụp lấy lân phiến trên người của Đại Minh. Không được Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi không thể làm như vậy. Nhị Minh vẫn trầm mặc lãi giờ đột nhiên mở miệng, lúc này ánh mắt của hắn cũng đã sáng lên như là Đại Minh. Tiến nhập vào trạng thái hồi quang phản chiếu, ánh mắt cũng đã sáng quắc nhìn Đường Tam chăm chú. Tiểu Vũ, nếu như ngươi không muốn cái chết của chúng ta không có bất cứ giá trị gì, không nên ngăn cản chúng ta. Ta cùng với đại ca vừa rồi đã suy nghĩ kỹ, nếu phải chết, sao không chết một cách có ý nghĩa, có thể giúp cho ngươi hồi sinh, cái chết của chúng ta cũng là đáng giá. Hơn nữa, sau đó chúng ta trở thành hồn hoàn của Đường Tam, có thể nói là vẫn thủ hộ bên cạnh ngươi như trước. Đường Tam, ngươi có chịu không? Chúng ta ba người đều là giống đực. Vì Tiểu Vũ, ngươi có thể nguyện ý nỗ lực cùng bọn ta hay không? Đại Minh, Nhị Minh cũng biết, muốn hồi sinh cho Tiểu Vũ đối với Đường Tam tổn thương lớn lao đến mức nào. Bọn họ hai người tự biết chắc chắn là phải chết, hy vọng ở giây phút cuối cùng này có thể bức bách Đường Tam cùng nhau hồi sinh cho Tiểu Vũ. Thực lực của Đường Tam bọn họ cũng thấy được, hồi sinh cho Tiểu Vũ có nghĩa là hắn phải buông bỏ 10 cấp hồn lực, vĩnh viễn không được trở thành cường giả chân chính, mà điểm này đối với một hồn sư có thiên phú dị bẩm mà nói còn đáng sợ hơn là chết. Cho nên bọn họ lo lắng Đường Tam sau này sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại của Tiểu Vũ mà không giúp nàng hồi sinh chính thức. Cảm nhận được ánh mắt của hai đại thần thú, hai mắt của Đường Tam cũng đồng dạng phát sáng lên, quang mang bằng lãnh lóe lên. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi lo lắng chuyện gì vậy? Mặc dù các ngươi cùng với Tiểu Vũ sống cùng một chỗ 10 vạn năm, còn ta cùng với nàng chỉ là mới ở cùng một chỗ là chẳng qua hơn 10 năm, nhưng cảm tình của ta đối với nàng tuyệt đối là không ít hơn so với các ngươi. Ta lần này mang Tiểu Vũ đến tinh đấu đại xâm lâm này vốn là muốn giúp cho nàng hồi sinh, nhiều lời vô ích, các ngươi nhìn đây. Vừa nói, Đường Tam đột nhiên phách một chưởng về phía Tiểu Vũ,
Tiểu Vũ lúc này đã hoàn toàn thừa người ra. Làm sao nghĩ đến chuyện Đường Tam đột ngột ra tay với mình, không đợi cho nàng phản ứng, bàn tay của Đường Tam đã phất lên trên trán của nàng. Tiểu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể yếu đuối từ từ ngã xuống. Hồng quang trên người của nàng trở lên lấp lánh, nhưng mà dãy dụa không muốn trở lại bên trong người của Đường Tam. Ngươi làm gì vậy? Đại Minh và Nhị Minh đồng thanh hét lên, nhưng bọn họ hiện tại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn động tác của Đường Tam, bởi vì tinh thần lực không đủ. Hải thần chi quang của Đường Tam ảm đạm đi rất là nhiều, nhưng mà vẫn lập tức trói buộc linh hồn của Tiểu Vũ, đưa nàng vào trong cơ thể của mình. Ánh mắt quét về phía Đại Minh và Nhị Minh, Đường Tam bĩu môi, trong giây lát đổi qua tay trái cầm Hải thần tam so kích, lưỡi kích ở giữa trực tiếp chém vào vai phải của mình. Hải thần tam so kích là chân chính thần khí, dù có cứng cáp cỡ nào cũng không thể chống lại thần khí huyết quang bằng hiện. Cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt. Sắc mặt của Đường Tam trong nháy mắt trở lên nhợt nhạt, hắn không duyên lấy lửa tiếng, ánh mắt vẫn là bằng lãnh như trước, mũi chân hất lên trên không, đồng thời tay trái điểm liên tiếp phong bế huyết mạch vết thương bên vai phải. Chứng kiến một màn này, ánh mắt sắc bén của Đại Minh và Nhị Minh liền thay đổi. Đường Tam không cần giải thích nhiều với bọn họ, đã dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình với bọn họ. Trước tiên đưa linh hồn của Tiểu Vũ trở về trong cơ thể của mình, sau đó lập tức chặt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của Đường Tam chính là vị trí hồn cốt của Tiểu Vũ, mà một hồn sư chưa đạt tới 90 cấp hồn lực, chỉ có khi chết mới có thể lấy ra hồn cốt ra. Nói một cách khác, lúc hồn cốt rời khỏi thân thể, chính mình cũng là chí mạng. Đường Tam vì sợ chính mình không thể chém cánh tay phải lên mới sử dụng ra Hải thần tam so kích, có thể thấy được quyết tâm của hắn kiên định tới mức nào. Đường Tam đem Hải thần tam so kích cắm bên cánh tay trái, tiếp lấy cánh tay phải của mình, đột nhiên run lên, chấn vỡ huyết nhục bên ngoài, lấy ra hồn cốt của Tiểu Vũ bày ra trước mắt của hai đại thần thú, lạnh lùng rồi nói: thời gian của ta cũng không hơn bao nhiêu, đây là ước định giữa làm nhân. Đại Minh Nhị Minh liếc nhìn nhau, lúc này không chỉ là bọn họ sắp chết, mà Đường Tam cũng sắp chết. Chỉ cần hồn lực của hắn không thể đột phá 90 cấp, sau khi lấy ra hồn cốt, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Chúng ta xin lỗi, Đại Minh Nhị Minh đồng thời lên tiếng. Sắc mặt đã trở lên nhu hòa, tuy rằng thân thể bọn họ đều cao lớn hơn Đường Tam, nhưng mà trong lúc này, Đường Tam đã trở nên áp đảo trong lòng bọn họ, nhất là hắn vì Tiểu Vũ mà điên cuồng không tiếc gì trả giá hết thảy. Càng làm cho hai đại thần thú tự ti mặc cảm, bọn họ tự hỏi, nếu như không phải là vì tính mạng của mình không thể giữ được, bọn họ tuyệt đối là không thể nào thực hiện ra được hành động như là Đường Tam. Đúng vậy, hắn là một làm nhân chân chính. Hai tiếng thét khí thế ngập trời đồng thời vang lên, hai luồng hồng quang lóng chảy thiểu đốt trong thình đấu đại xâm lâm. Hồng quang chói mắt, đồng thời phóng xuất ra từ mi tâm của hai đại thần thú, ở giữa hồng sắc quang mang tất cả đều biến thành yên lặng. Hiến tế, đúng vậy, chính là hiến tế. Theo như lời của Đại Minh, hắn cùng với Nhị Minh có biện pháp làm cho Đường Tam trực tiếp tiến vào 90 cấp. Hai vị bá chủ tinh đấu đại sơn lâm, hai đại hồn thú 10 và 5 hiến tế sinh ra tăng phúc, đủ làm cho hồn lực của Đường Tam trực tiếp tăng lên 5 cấp, để thăng tới trình độ là 90 cấp. Đường Tam, Tiểu Vũ, sau này phải giao cho ngươi rồi. Thanh âm của Đại Minh Nhị Minh vang lên trong lòng của Đường Tam, ánh mắt băng lãnh của Đường Tam trở lên nóng bỏng hẳn lên. Trong đôi mắt hồng quang tăng mạnh, hai hàng nhiệt lệ chạy lên trên gương mặt của hắn. Hắn đương nhiên biết được lựa chọn của hai đại thần thú là gì, hắn và Tiểu Vũ cũng biết, nhưng mà giống như lời của hai đại thần thú đã nói, bọn họ không hy vọng cái chết của mình không có chút giá trị nào, cho giúp Tiểu Vũ hồi sinh là tâm nguyện cuối cùng của bọn họ. Ánh hồng sắc bắt đầu thiêu đốt trên người của Đại Minh và Nhị Minh, đó không phải là hỏa diễm mà là một loại huyết diễm cực kỳ là đặc thù, mà trong đó thiêu đốt còn có tiềm huyết, tính mạng của bọn họ còn có tu vi 10 vạn năm. Đây là lần thứ hai Đường Tam tiếp nhận hiến tế của 10 vạn năm hồn thú. Tuy thời gian đã lâu, nhưng mà lúc này khi hắn tiếp nhận hiến tế của Đại Minh và Nhị Minh, trong đầu không thể cưỡng lại hồi tưởng hết thảy sự việc Tiểu Vũ hiến tế năm xưa. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213, và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chỉ chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.